Hello, chào cả nhà nhá. Món gì em? Anh em đi kích kiếm được cái cá gọi là thập cẩm. Cá đồng. Cá đồng này mới ngon này ạ. Thế thôi. Đi kích nó chỉ cái loại này thôi cả nhà. Đấy là đủ các loại. Cá giếc này nữa. Cá giếc, cá nhọn, cá giếc này loại này giá giòn là ngon này nhỉ. Rán giòn nó ngon lắm anh ạ. Thế thôi cứ lựa thập cẩm mà. Thập cẩm vô giếc rồi là rán giòn lên. Cá tròi. Trong kia các loại, em loại này gọi là loại cá giống ấy nhỉ. Ờ gọi là. Nói nhưng mà mình cứ gặp mình là mình rán hết. Ừ, cá đồng này ăn mới ngon. Cá đồng này nó chắc là cá đồng nó sao. Ok. Cá giếc ấy cả nhà. Đấy, thập cẩm. Đầu năm mới nhìn cái món này, cá giếc bây giờ nó tuyệt chủng tại vì là nước bây giờ nó ô nhiễm nhỉ. Kìa thằng em nó đang. Ô rán đừng đánh vậy chú ạ. Ờ là thằng em nó đang rán, nó đang rán trong kia. Đang rán kìa. Vàng lắm. Đấy, cả nhà. Rán vài ươm kìa. Ngon. Rất chi là ngon. Thôi là cứ phải chờ cái rán giòn giòn đi đã. Đấy, đầu bếp chuyên nghiệp. Mưa gió đấy, rán cá bắn mỡ rồi cua dao con rúm. Chán thật. Có sáng nay mới đi kích được mớ cá ngon. Được mớ cá đấy. Đấy chặt đấy. Cứ có kích đi khoác đi là chỉ có khoác đi là kiểu gì được bữa đĩa giá đúng rượu cái gì đấy. Thành rán này là ngon nhỉ. Thế là nước chấm chua cay gì giá vào ăn nhậu đã lắm. Cả nhà ăn cơm với anh em mình nhá, cậu cháu mình nhá. Nào. Chúc. Nào, mời cậu. Này chúc mừng có món cá đồng ngon quá nhỉ. Cậu cháu tôi này lại làm đĩa cá rán các em này nó đi kích về. Vừa đi kích về làm đĩa cá rán anh em lại ngồi nai dai cái thế thôi. Anh em nhà tôi nó chỉ có thế thôi. Thích ăn thì hay là cái gì là tự kiếm. Còn hôm nào thích gà qué không có thì phải anh phải mua được rồi. Ngon anh ạ. Cái đồ này là ngon dễ ăn nhất. Con này chuẩn này. Cá đồng tuyệt vời. Ngon này. Đấy, cá. Đấy thấy chưa? Ôi, đi kích về nó có thế nào nó dùng thế. Làm đĩa rán giòn ngon như cả nhà này. Đấy. Một đĩa cá to rán vào đây, một đĩa cá xanh rán này. Vừa cá nọ cái kia. Ôi cá giếc nhỏ cuốn lá lốt với cả rau thơm. Cuốn nghe có vẻ hoành tráng ghê nhỉ. Chạch, chạch, chạch. Ôi giời, lại chạch đấy cả. Nhưng mà nhớ là bớt lại một con. Để cho anh. Các chú là cứ có con chạch là ăn hết. Có đồng đồng cái nhà, con này đồng đồng à? Đây đồng đồng này. Nhất. Đây đồng đồng này. Ngon quá, mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Nó chưa đây cứ mồm to là cứ nhắt một con tham. Được. Nó vừa căng mồm ăn xuống. À ăn uống nó phải thoải mái, ăn cái gì nó phải thoải mái mới ngon. Dạ thoải mái nhai cứ nó thật sự là. Thế cậu nhai thoải mái. Ừ, giòn lắm. Con này đúng rồi, con tròi con, túi con này. Quê mình gọi là con nhõn ấy nhỉ. Ừ, con nhõn là nhõn tròi được. Nhưng cá đồng thì ăn được, nhưng còn cái cá nuôi thì không chịu. Cá đồng là chuẩn quá. Cá nuôi cái loại đấy. Kể lắm, kể lắm, cho con nó tự nhiên nó mang. Ngon đấy. Mời đấy bác. Mời đi. Cái này ngon đấy, cuốn này. Tuyệt vời, ông mặt trời. Anh em tôi cứ mỗi hột nước chanh đầy để chấm ăn sướng đời luôn. Xong bạn chanh vẫn đầy nước. Cá nhõn còn, chiên giòn ăn hết, ngon lắm. Nhớ cả tay nhá. Em không có chạch. Cả nhà đây quyền nhanh tay là có chạch trước. Chậm tay không có chạch đâu. Thèm quá phải ăn trước rồi xem nó review cái này nhọc lắm. Cháu ngon. Quấn sẽ chấm. Em ạ. Mình bốc gió này nó ngon. Cái này đấy, quyền đấy là cho mồ quá. Cứ đỉnh đấy nhờ. Nó nóng nó vừa. Cái này ngon. Nấu ăn như cái đồ này ngon nhỉ, ngon hơn thịt gà, cá thép bây giờ. Giếc của ta, giếc đồng. Ngon nhỉ? Quá tuyệt vời. Ui giời, giòn tan. Giòn tan. Anh phải rán giòn này ăn nó ngon. Ăn được. Có hai anh em mình đồng cá nè. Hai anh em mình đồng cá cho nó. Hai giờ hôm nay. Hai chú. Chiều đi phát nữa nhỉ? Chiều anh em mình đã đi ngon quá. Khoa kích nước nó về để đổ ải mà đồng mà. Để chuẩn bị vào cái mộ chiêm. Lại mang kích đi kích. Ít hay nhiều, dù to hay nhỏ cứ về rán giòn thế là anh em lại ngồi nai dại. Nó cứ bơm về là hình kích được. Wow. Ngon. Anh em nhà mình gọi là chỉ có thế đâu. Ngon quá. Anh chia sẻ thế. Hay là toàn rau nhà trồng được cả. Rau thì... cải bà trồng ngoài kia. Rau thì nó sâu xiên mà nó rau thì rau nhà cây nhà nó vườn nên là mình quay cái vườn của mợ mình đi rồi.
chất chi là nhiều rau ngon. Rau gói đâu? Ở đây. Gói ngon. Ná mơ à? Ná mơ, ná nốt này. Cho mày cái ná 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 nốt đấy, ăn nó to. Đây có xương sông ná nốt rồi. Cái ná nốt đấy. Đây, cả nhà. Đấy, em cho anh con trạch. Ôi thôi đây rồi đấy, anh cuộn đúng rồi, phải thứ phải thứ một thôi, nó định gấp bút rồi đấy. Ừ. Ngon quá cả nhà. Quả xoài ngon. Sạch ngon quá. Làm quả xoài nhặng ngay hết. Để mày gói vào đây có phải ngon không? Sáng mấy chị nó đến phát cái khẩu trang, phát cái dung dịch rửa tay nó ăn cũng cầm quả là ăn cái sắt sôi. Bởi đây, họ đỡ ăn đấu. Uống lên đây. Ông à, uống. Ừ, anh khoai tôi này, con này mới chuẩn này. Đấy, ăn này, ăn rất tuyệt vời. Nào mới hấp rượu mà cậu nó cắn nửa con đấy cắn đấy. Cầm nửa con cá đấy, cắn luôn. Đây. Đấy, chấm muối ớt tiêu chanh. Đấy. Sứ đời giá điện chưa? Chuẩn này. Nâu rồi không ăn nhỉ. Cũng là nâu rồi ăn này. Dân nhà quê bây giờ nói chung là cũng nó cũng rất khó. Cá nuôi ăn nó bở đâu. Cá này cá chuẩn quá thể. Cái nhà này cái đấy cái xoáy vào cái đĩa cá đồng ngày trước này cũng là đây cũng là cá đồng nhưng mà là cá to, ăn cái loại nhỏ nhỏ này cả nhà mình chúng mình cái ăn thích ăn cái loại nhỏ này nó ngon. Còn đây là con này to quá. Giết này lại to quá, con giết này to quá. Ba có đi. Em tiếp được ba con chạy. Đâu? Ná đâu ba? Đây này, để anh lấy cái ná mơ này rồi. Nốt băng là nốt ngọt. Ná mơ. Nốt với cả chạy với cả ớt nữa. Rồi. Đấy. Ná miếng ớt nữa. Đấy. Rau cưa, rau thơm. Đây anh ạ. Rau miếng ớt rồi. Ừ. Ui dồi. Được rồi. Ừ. Từ ngày mai qua chẳng còn ghé còn chủ nhật là đổi ca nhưng mà mai nó đi lễ tao lại còn thôi anh em giúp đỡ nhau thì vẫn thế thôi chẳng mất đâu cả nhưng mà có cái nộp cái này nhỏ mình được rồi nhận anh nhận là cái tí xả ăn ngoài cũng ngon qua chẳng để bao nhiêu còn thường tiếc các thứ vào ăn ngon cái này đúng là thật là quấn này ăn đúng là đỉnh thật. Em nói năm lúc anh em mình bảo đi kiếm bữa cá đồng này nó cũng khó lắm. Lúc nào gặp có đâu ra cá ao gặp gặp khó. Này, cá đồng em mới dám hút này ạ. Nó mới ngon. Ngon lắm này là. Ngọt. Ngọt. Như là miếng to. Chuẩn. Nét. Chuẩn hai anh tham. Không miếng to. Những này ăn là sướng là giòn. Trắng này. Mà rắn trắng rắn giòn như thế ăn nó mới đã giòn quá nhưng mà cậu nhai kỹ vào còn cái xương là cứng là hóc rồi chết. Còn cái này nó giòn xương nó giòn cả đồng là xương nó cháy giòn hết. Gói cả con sộp đấy thế này hoành tráng con sộp đấy gọi là cá tròi cá lóc lóc giống cả nhà nam thích vào cái này ăn hết ngoài đồng là cá ngoài đồng ăn nó ngon rồi đã nhỉ đấy, ăn thêm sướng cái nhà hàng sao được mình này nó chuẩn muốn đây ông ơi ông coi mình làm cá cho nó tình cảm rồi thế là ngon quá ngon quá. Thế nó mát rồi mới nhâm nhi nó ngon mấy nữa về mùa hè này, nóng lắm khổ lắm. Món khác là canh cua với cà. Món canh cua cà pháo ngon. Không ăn mấy nào. Hôm nào đi gì thôi, hôm nào đi làm bữa kích bữa lươn về nấu lẩu. Đúng rồi. Ngon. Ăn cá cho cá. Ăn bữa lươn nấu lẩu. Nha. Đi bà gửi đồng học. Bây giờ chuột vẫn có nhưng mà nó gầy lắm. Chuột gầy lắm. Về đi nào. Cả nhà chuột bây giờ nó gầy lắm. Còn ăn vẫn được nhưng mà nó gầy mấy nữa mà nắng ấm nên mình lại mang bẫy đi đặt vài ngày buông vào lại làm được cái video cả nhà mình hay chia sẻ đấy thôi mấy các em bây giờ nó đi làm hết rồi nó chỉ có một mình biển ở nhà thì nhiều khi là video lại phải tự cung tự cấp tự làm không tập trung được nữa rồi ăn đi anh ơi chứ ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật
Đấy. Cái xương nó mềm nhá. Còn cá mình làm nhai giòn tan cũng được. Cá ừ, giòn ăn cả xương. Chua hơn hôm nay rán được. Đấy, rán nó phải giòn ấy, ăn phải cả xương. Rồi, nhai nó ngon. Thằng báo mà cứ ra cháu ấy mà vào dọn cứ ra. Ăn thế. Ngon quá. Ở đây rồi. Xương của nó như thế này chưa? Cá nó đúng này luôn này. Trong đều như nhau. Nhai giòn tan đấy, ăn nhai nhai giòn ruộng ấy. Hôm nay nó rán cá ngon. Rán vào như thế mới là đạt biểu đấy. Cứ đấy chỉ có chịu khó vào bếp là dần dần nó lên tay nghề hết. Ăn nó ngon. Giống như bà ăn cơm. Ngon. Đấy, có đủ hết rồi, bà ăn cơm này. Ông nói cái cây đó, cây nó em bà chị bé nó đang bé. Nó mình cái chọn mình có gì nó bao luôn. Đấy, cái bà há mồm rồi. Ăn thấy được. Có xoài nhai hết sạch. Ta ăn thử rồi ngon lắm các bạn rồi thái vào cái bát đấy. Ai nó ngọt trong chùa. Nhai mà uống rượu thì sướng lắm. Ngon chưa cả nhà, muối ớt toàn nước chanh ấy cả nhà, ăn nó mới đã, nhà tất luôn, giòn tan cá giòn ngon lắm. Tuyệt vời. Cá giòn ăn cá xương. Ở chỗ ông có mấy con chim gáy nó đùa mà kể có bãi lần bắt được ít khách, tầm chiều thứ bảy là chủ nhật là không có khách làm, là nó xà xuống nó nhặt. Tao để theo dõi mất lần rồi. Bảo mà có con bãi mang con mồi nó bãi không? Vì không biết wow, 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 wow. Mồi à? Ngon quá. Con mồi đến bẫy nhiều phải đi trông mệt lắm. Không bây giờ công ty ai vào được đâu. Rồi nó sách mất đi. Không sách nổi rồi công ty vào được. Bây giờ cháu bận như con mọn nó sách. Nghĩa là chủ nhật thứ bảy mới là mình làm vô tư, chứ còn ngày riêng làm được. Mình kia khách ra vào thì còn mẹ 100 khách ra vào ai để ý được. Thứ bảy thì vắng chú bà đanh. Năm vừa rồi mất mấy con cô gái tiếc à. Nó gái hai con đẹp lắm, con cùi rất dài. Nó đứng ở cái cây gì à, cái cây keo bay xuống. Muốn đây cơ. Muốn đây, anh em mình làm tí cầu đâu. Làm tí cho nay dai mát mẻ thằng người mát rồi nhỉ. Wow wow đã cá rán vàng ươm cá chiên cầm cái con này gặm sướng con... có đấy mỡ đây mỡ mỡ này xì là đúng xì của nó mới ăn à con này nó phải đúng xì nó mới ăn. Trời con nó khiếp. Góc là Hà Tây nó bán một chút nó buôn bán thì lắm. Gọi là sự từ Hà Đông. Đấy con biết là trứng quanh năm. Nhìn con này. Cái đứa rau sáng kia là bà ấy nữa mà ngon thì bà cắt hết lần mà giờ rau rất dẹp nghe. Hôm nay anh em phải làm bữa lẩu luôn ấy. Thích về làm bữa lẩu luôn ăn ngon. Ngon ngon đấy. Kiếm rồi. Phải có rau răm, răm với hành. Lẩu luôn là rau răm, gừng, sả các thứ. Nó mới ngon. Me chua các thứ. Không hiểu cái giống cá rán giòn này ăn cũng ngon đấy cả nhà. Dễ ăn. Chào anh. Giòn tan, cắn phải cắn. Phải cắn cả xương. Cắn cả xương giòn. Dạ, cầm cọc. Ngọc mở cánh cửa ra cháu ơi, cho sáng đi. Cánh cửa này, đấy, ngồi mở ra sáng. Ngồi trong nhà thì ghét là mình, đấy, mở ra nó sáng. Rất chi là ngon. Là mình ngồi chơi. Làm hết bà một đĩa, làm hết một đĩa rồi, cả nhà về còn đĩa này nữa. Cơm chưa? Và mình cũng xin kết thúc video này, cảm ơn cả nhà đã xem nha. Nếu thấy hay đăng ký ủng hộ cho mình nha. Chào các chú ạ. Chào cả nhà nha. Okay. Rất tuyệt vời rồi. Đấy. Chào cả nhà xem nhớ ủng hộ và đăng ký cho kênh của anh em mình Nguyễn Ngọc Biển nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà yêu nha.